cơ sở đồ nông nghiệp gửi lời chào tới toàn thể các bác. Hôm nay em sẽ đưa tới các bác mẫu khay đa lăng. Đây là dòng khay để các bác nhà mình ươm hạt, ươm cây giống, ươm cây công trình. Mẫu khay này thì một khay sẽ có 50 lỗ, rất chi là gọn và dễ sử dụng. Với cái khay này thì trong thời gian vừa qua em gửi cho các bác làm vườn rất chi là nhiều. Và đây cũng là một cái video ngắn để chia sẻ tới bác nào mà vừa mới xem được video. Đấy, các bác mà đang cần mẫu khay này hãy liên hệ trực tiếp tới đầu số điện thoại em để ngay trên cạnh video đấy nhá. Thì là đại lý em thì chuyên về đồ, về làm vườn, làm cây giống, làm cây công trình. Đây là cái khay nhỏ nhất này. Và với mỗi một cái trục khay này thì giá của nó cũng rất chi là rẻ. Thế thì em cũng nói luôn ở đầu video thì em đang gửi từ các bác là 10.000 đồng trên một khay và sẽ miễn phí ship từ 100 khay. Đấy, đây là cái khay 50 lỗ nhé, rất chi là cứng cáp và các bác có thể tái sử dụng được. Và đơn vị em còn có bầu ươm. Đây là tất cả các mẫu bầu ươm này. Nếu như các bác mà cần bầu ươm kích thước nhỏ thì em sẽ có từ cái size nhỏ nhất là size 8-8. Đây là size 10-12 rồi nhá. Nếu như các bác mà muốn mua cái size nhỏ hơn là size 8 là nhỏ nhất ấy, thì đơn vị em cũng có nó nhỏ hơn cái size này. Đấy, và với cái bầu ươm này thì em cũng nói luôn, rất nhiều bác gọi điện tới bảo em là bán cho tôi cái mẫu bầu C. Thì bầu đơn vị em thì không phải là bầu C các bác nhá. Bầu nhà em là bầu nhựa dẻo, các bác có thể tái sử dụng được. Đấy, bầu nhựa dẻo là nó mỏng như thế này này các bác này. Đấy, nó mỏng như thế này. Và các bác có thể sử dụng cho tất cả các loại cây giống, cây công trình. Kích thước thì sẽ có đủ loại nhá. Từ to nhất là bằng cái xô, kích thước của nó là 33-40, là kích thước lớn nhất của đơn vị em. Đấy, và cái bầu ươm này, cái lợi ích của nó là khi các bác sử dụng 1 cân thì nó sẽ được rất nhiều. Ví dụ như cái bầu 10-12 này các bác mua 1kg nó được lên tới tầm độ 500 bầu. 500 bầu rồi các bác nhá. Tầm đấy thì giá thành của nó cũng rất chi là rẻ. Đấy, và ngoài bầu ươm này ra thì đơn vị em còn kinh doanh tất cả các loại về đồ dùng nông nghiệp, dụng cụ làm vườn. Để các bác mà xem video mà đang quan tâm tới một cái dụng cụ gì đó, các bác đừng quên nhấn like, chuông và nút đỏ đăng ký kênh ở ngay cạnh góc màn hình. Để em sẽ đưa tới các bác rất nhiều những cái đồ hay qua những cái đoạn clip ngắn như này. Với cái khay ươm này thì đơn vị em sẽ đóng gói và gửi ship đến tận nhà các bác nhé. Các bác ở đâu cũng có thể mua được, trên 63 tỉnh thành của đất nước Việt Nam. Bác nào cần em gửi đến tận nhà và cứ 100 cái là miễn phí ship hoàn toàn, các bác không phải trả tiền ship nữa. Đấy, và đây là bầu ươm này, đây là cái kích thước cỡ lớn. Đấy, và em cũng sẽ gửi tới các bác cái bầu vải. Đây là bầu mà nếu như các bác mà làm cây, các bác muốn lâu dài nhá, sử dụng bền tới 4 năm, cái bầu vải này đơn vị em sẽ có đủ kích thước luôn nha các bác nhá. Đây là cái size nhỏ nhất này. Đấy, và những cái size to thì nó to lắm, to bằng cái xô, bằng cái thau, có hết nha các bác nhá. Đấy, và bầu ươm, bầu ươm nhựa này thì số lượng là em bán rất chi là nhiều. Ví dụ như các bác muốn em tư vấn về cái kích thước nào thì em sẽ gửi cho các bác nhé, bởi vì nó có tới mấy chục size số cơ. Thì em chỉ đăng tải như này để các bác biết là đơn vị em có bầu ươm. Đấy, còn các bác mà quan tâm tới mẫu bầu nào thì em sẽ gửi cho các bác xem cụ thể trước khi mua. Đấy, ví dụ như kích thước này là kích thước 21-17 này. Kích thước 21-17. Và em muốn nói luôn cái kích thước ở trên cái phần bề mặt này nó sẽ không tương xứng với cái kích thước ở trên số bầu như này đâu các bác nhé. Đấy, bởi vì cái kích thước ví dụ như 21-17 thì nhiều bác nghĩ là miệng của nó 21 và nó cao 17. Nhưng thực tế là cái miệng này của nó không được 21 đâu. Còn nếu như các bác mà muốn mua đúng nhất thì các bác bảo là bán cho tôi cái miệng 20cm hoặc là miệng 15cm. Thì em sẽ lấy thước em đo và sẽ gửi chuẩn cho các bác cái mẫu mà các bác đang cần. Đấy, đây là bầu ươm cây, loại nhựa dẻo nha các bác nhé. Nói luôn từ đầu video để các bác nhà mình sẽ nắm bắt được. Thì qua cái video ngắn này, bác nào mà đang cần tới bầu ươm, tới khay, hãy liên hệ trực tiếp tới đơn vị em sẽ gửi đến tận nhà các bác. Cũng rất cảm ơn là các bác đã quan tâm và luôn theo dõi những cái dụng cụ của cơ sở dụng cụ làm vườn bên em. Chào và hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau nhé.